Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Người ta nói loài vật đang đứng đầu thế giới là động vật có vú, thế nhưng họ đã nhầm, loài đứng đầu phải là động vật có ví. Như anh béo đây, dù có vú nhưng lại thiếu ví, chính xác hơn là thiếu những tờ tiền nhiều màu trong ví, nên anh quyết định rời bỏ trốn giang hồ thị phi, rồi mò ra hoang đảo sinh sống. Nắng đã có cây, đói thì có cá, vì thế, anh vác theo giáo phóng lợn lao xuống nước. Ủa, alo, vừa thấy cá mà đen kịt vậy ông anh? Hóa ra con GoPro chiến của anh vừa uống nước quá liều, khiến cho nó trở nên câm nín hẳn. Nhưng cũng may là anh béo vẫn kịp xiên que được con cá mao tiên ban nãy. Anh béo đưa nó lên một cây gỗ khô lớn, cẩn thận phi lê con cá cực ngon ngọt này. Đây là loài cá với phần thịt siêu ngon. Nhìn này, một tảng thịt lớn trông cực kỳ mờ lem đã hoàn thành. Sau khi đã lóc hết phần thịt cá, anh béo ném phần xương ra ngoài biển. Nó sẽ là một miếng mồi béo bở cho những con cá khác. Khi cá đã sơ chế hoàn hảo, ông anh lượm những quả dừa khô xung quanh, xếp thành một vòng tròn, một chiếc bếp chắn gió cơ bản đã hoàn thành. Cành cây khô được cho vào trong và nổi lửa lên em, anh béo cao hứng còn tự tạo ra một bản nhạc vui nhộn, rồi cảm thấy bản thân thật tài năng. Anh rửa sạch một tảng đá rồi dùng nó để nấu cá, sáng tạo đấy chứ nhỉ. Trong lúc chờ cá chín, anh hóa thân thành khỉ, leo thoăn thoắt lên phía trên để xin vài quả dừa giải khát, giữa hoang đảo sóng biển vỗ ầm ầm, thong thả uống nước dừa, cuộc sống còn cần gì nhiều hơn nữa đâu nhỉ. Em gái mưa cũng chẳng thể ngọt nước được như quả dừa mọc giữa vùng biển nắng gió này. Anh béo tu một hơi hết sạch rồi quay trở lại miếng cá, trông rất xa gì và này nọ đấy. Thật đáng mong chờ, không quên ôm theo một quả dừa, anh béo vui vẻ tận hưởng bữa ăn đỉnh của chóp của mình, miếng cá tươi giói, mọng nước và trắng như ngọc trinh vậy. Anh vừa ăn vừa không thể ngừng tán dương hương vị mờ lem ngon từ thịt ngọt từ xương, thảo nào người ta dành hết lời khen ngợi cho loài cá này. Độ tươi ngon hết nước chấm, anh béo cảm giác bản thân như là một vị vua của hòn đảo này vậy. Sau khi đã lấp đầy bụng đói, anh lượn lờ thì nhặt được một con dao. Đã thấy cú phi dao chuẩn xác của anh chưa? Quả dao bén này sẽ được việc đấy, chỉ một lúc sau anh đã chặt được một vài loài quả trên đảo. Quả cam cam ban nãy là quả gì đấy anh em nhỉ? Anh béo thấy nó sặc sỡ quá nên méo dám ăn, chỉ đành đục nước dừa uống tiếp. Ở đời, phàm những gì càng đẹp lại càng nguy hiểm. Ngựa ngựa, anh lại chơi phi dao, nhưng thôi, toang rồi bu em ạ, anh vừa hóa thân thành báo thủ, làm nó gãy luôn rồi còn đâu, buồn buồn, anh tết cành dừa thành một nơi rồi nằm nghỉ. Tận hưởng tiếng sóng biển rì rào và cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống tuyệt đẹp, các bạn có muốn tận hưởng một cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế này không? Tìm được hòn đảo nào để thử nghiệm thì rủ cả mèo ú với nhé, nhìn cuộc sống này đáng ngưỡng mộ thật sự. Ngày hôm sau, anh béo vừa liên lạc được với thằng bạn báo thủ, mượn được một căn lều, chỗ ở đã sẵn sàng, giờ đã đến lúc tìm gì đó ngon nghẻ rồi. Nhìn quả giáo phóng lợn này đi, tuy thua giáo Việt Nam một chút, nhưng để xiên que được cá thì chắc chắn là chuyện nhỏ. Anh béo chỉ vung tay xương xương, ai dè đã xiên trúng em nó. Mới sáng ra mà đã có thành quả như thế này, chắc hẳn ngày hôm nay sẽ tươi đẹp lắm đây. Sau khi đã làm sạch con cá, anh béo đi vơ về một nắm lá khô để nhóm lửa, xếp những viên đá thành một bếp lò, rồi nổi lửa lên em. Không biết ông anh đào đâu ra được quả chanh trông chua vãi tẻ thế kia. Sau khi đã sắp xếp được cho con cá một vị trí tuyệt vời, anh từ từ tận hưởng mùi thơm của nó. Với than phía dưới, chẳng mấy chốc một phần thịt của nó đã chín, nhưng anh béo vừa có trò mới, anh cho cá và than vào phía trong, sau đó tấp đá và cây củi khô lên phía trên. Làm như này chắc chắn nó sẽ chín đều, nhìn này, lần đầu tiên anh nướng được một con cá chín hoàn hảo như thế này đấy, thịt cá tươi ngọt, anh vét sạch cái đầu, rồi nặn chanh vào phần thịt cá. Con cá hồi này ngọt nước thật sự, chẳng mấy chốc anh đã ăn trơ xương. Căng cơ bụng thì trùng cơ đít, anh tiếp tục chuyến khám phá ngày hôm nay, chiếc giáo phóng lợn lăm lăm trong tay, anh muốn xiên được thêm vài món mồi bon miệng cho tối nay. Nhìn này, một tổ ong bắp cầy cỡ bự, nó mà vui vui lao ra thì anh chỉ có vắt giỏ lên cổ mà chạy thôi nhé. Vừa xuống nước, anh đã phát hiện ra một vài con cá nhỏ. Loài này nướng lên lai dai với rượu nếp thì nhức nách, tuy không có rượu nhưng để có tí hương vị quê hương, anh béo vẫn quyết định xiên những em bé này lên. Chẳng mấy chốc đã có được 3 chiếc cá tí hon, một lúc sau khi lặn xuống dưới, cuối cùng anh cũng xiên được một con cá nhỉnh hơn một chút. Méo mó có hơn không, nhiều đây cũng đủ để anh không bị chết đói rồi, cô biết ngày nào cũng ngày 3 bữa cá như này, ông anh có sợ bị gút không nhỉ? Khi đã làm sạch cả, anh dùng que xiên qua con cá rồi gác lên than, về phần những con cá nhỏ, anh đặt chúng lên tảng đá, rồi cứ thế ném trực tiếp vào than nóng. Biển xanh cát trắng nắng vàng, có nắng có gió, mà sao thiếu cái đó nhỉ? Anh béo vừa tận hưởng bữa ăn của mình, vừa buồn bực vì sao nơi này méo có em gái xinh tươi mọng nước nào đi tắm biển. Đến phần cá nhỏ, anh béo nặn chút chanh lên trên rồi ngấu nghiến ăn từ đầu tới cuối, tấm tắc khen ngon, nếu được ăn thử đặc sản cá nhảy thì ông anh dám ăn không nhỉ? Dù đang giữa trưa nắng, nhưng anh béo không muốn nghỉ ngơi, mà quyết định sẽ khám phá xung quanh khu rừng ngập mặn này một chút. Anh vừa tìm ra một vỏ cua khá to, nhưng không biết nó đã lẩn trốn đi đâu rồi. Một con cá đuối bơi lội ngay trước mắt, muốn thả thính anh béo, nhưng đáng tiếc lại bị anh từ chối. Anh béo cứ nghĩ như thế là ngầu nhưng sai rồi ông anh ơi. Suốt cả buổi chiều hôm đó, anh đã chẳng thể tìm được thêm bất kỳ con cá nào nữa cả. Đáng buồn thật sự, nhưng vì trời đã sắp tối, anh quyết định phải đi gom củi để đốt lửa trước đã. Trời đang tối dần, một mình giữa hoang đảo như thế này tuy là tự do, nhưng cũng khá cô đơn.
Tuy thế anh béo vẫn quyết định, nếu như nóc nhà vẫn còn trả bài hàng ngày, thì anh sẽ không thèm quay về, thà đói bụng còn hơn mất sức. Vì không có gì bỏ bụng, nên anh béo nghĩ nên sớm nghỉ ngơi thì hơn. Anh lao nhanh vào lều, thoát khỏi sự truy đuổi của lũ muỗi, nhưng phía ngoài văng vẳng lên tiếng kêu của loài gì đó. Anh béo nằm mãi mà đói bụng không ngủ nổi, vì thế, anh lại bật đèn và đi dạo lanh quanh. Vâng, đi dạo ở hoang đảo, thú vui của anh cũng độc lạ không kém gì Bình Dương ấy nhỉ. Nhìn này, một vài loài động vật nhỏ đang chào đón anh, nhưng ngay sau đó anh lại nghe được tiếng gì đó. Anh béo vội lao vào lều, tay anh lăm lăm con dao nhỏ. Không biết sáng mai anh còn thở không, nhưng để đảm bảo yên bình, anh quyết định sẽ ôm con dao này và đi ngủ. Mong rằng ông anh vẫn còn thở để còn gỡ, trong lần làm giàu cho nhà cái chuyến tiếp theo nhé. Các bạn nghĩ sao về chuyến hành trình của anh trai, tuy to cao nhưng ngại trả bài này? Chia sẻ suy nghĩ xuống dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mèo Ú. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.